Xin chào các bạn nha, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, mình vẫn phải đi làm các bạn ạ, không ngày thứ bảy chủ nhật. Trong tháng do mình tự sắp xếp thôi, nào hợp lý thì nghỉ. Mình là doanh nghiệp tư nhân mà chỉ làm 24/24 và làm 30/30, 31 cũng phải làm luôn. Vâng, tiếp tục video thì mình có, các bạn có thấy nãy giờ các bạn có thấy cái cây gì đấy không ạ? Đây, mình quay cả cảnh cho các bạn xem. Ai biết cây gì đấy không? Các bạn có nhớ cái video mà lần trước mình quay có mấy cô mấy chú vác theo cái máy và đi hành hàng lối ở đây không các bạn? Thế là họ đi khai thác chè các bạn nhá. Gọi là khai thác, căn bản là mình là dân khai thác mỏ mà, từ ngữ chuyên ngành. Người ta đây thường gọi là đi cắt chè hoặc là đi hái chè. Đấy, nhưng mà họ dùng máy thì mình nghĩ là đi cắt chè thì đúng hơn. Sau khoảng tầm một tháng, khi mà cắt trụi xong, cắt bằng này, khi mà cắt bằng này, bây giờ mưa và mầm nó lại trồi lên đây. Đây gọi là chè các bạn ạ. Đây mình vặt trộm một bút cho các bạn xem nhá. Đấy, đùa thế thôi chứ vặt một bút này không vấn đề gì đâu. Quê mình ở đây rất hiền, rất mến khách, hiếu khách nhá. Các bạn đã có dịp về Yên Bái thì ghé thăm mình. Khu vực Yên Bái, Văn Chấn, Nghĩa Lộ rất nhiều đặc sản nhé, như thịt sấy này, lợn sấy, trâu sấy, bò sấy, cá suối, chim nướng, rồi cào cào, châu chấu, các món, rất nhiều món đặc sản của ẩm thực Tây Bắc nhá. Rất nhiều món nữa, thắng cố, pịa, rất nhiều món. Đặc sản là hạt dổi mắc khén. Vâng, đây sau một thời gian khoảng một tháng thì nó lại trồi lên như này. Đây có theo chặt, theo vụ, theo đợt đấy các bạn ạ. Xong khi nào mà nó dài thêm một tí nữa thì họ lại đi khai thác tiếp nhá. Đây, mình quay xa bạt ngàn vườn chè đây. Rất xanh tốt, trời vừa mưa xong, đêm qua đấy mưa các bạn ạ. Mưa gió là không sản xuất được, ảnh hưởng đến sản xuất đấy. Mình đang nói ở mỏ mình, ở đây thì mưa thì chè vẫn tốt tươi các bạn nhé. Xa xa là những cây cỏ voi. Ở quê các bạn, có nơi các bạn sống có trồng cỏ voi không nhỉ? Ở đây là trồng cỏ voi cho gia súc ăn các bạn nhé. Ngoài việc đi chăn trâu thả trâu, gặm cỏ ngoài đồng thì họ trồng cỏ voi để tích trữ thực phẩm cho gia súc. Một phần là cũng không, gia đình cũng không có điều kiện đi chăn thả, hai là cái cỏ voi nó rất năng suất nhé. Chứ ăn cỏ ngoài đồng bây giờ người ta cũng cỏ cũng ít rồi. Đấy, đằng xa là một đồi cây xoan. Xoan này để sau này lớn lên là làm các đồ thủ công mỹ nghệ đấy. Cửa, kiếc các thứ. Cột nhà, nhiều nhà sàn ở trên mình là làm cột nhà bằng cột xoan ấy. Nhưng mà những cây này nó phải vài năm, đến thậm chí cả vài chục năm nữa mới lớn. Đây nó đang còn nhỏ. Đây có cây to đây. Còn cái cây mà một nửa màu trắng, một nửa màu vàng bên phải, đây cây bạch đàn các bạn nhé. Rất cao. Đây mình quay cho các bạn xem. Đấy, rất nhiều cây cối, núi, rừng chập trùng. Đây là cái điển hình của núi rừng Tây Bắc. Toàn là núi thôi. Nào mình đi về những miền đồng bằng, miền xuôi thì thẳng cánh cò bay đi. Đường cảm giác buồn ngủ luôn các bạn ạ. Còn các bạn mà lên khu vực trên này thì đường như con rắn luôn. Người nào mà không quen này đi có thể say xe luôn, kể cả là trước đó không bao giờ say nếu đã đi lần đầu lên đây. Đấy, cây cối rất nhiều. Bên này cũng có một đồi chè nữa nhá, cũng xanh tươi tốt. Bên này màu xanh hơn các bạn ạ. Mình sang bên này nhá. Đấy, bên này thì xanh hơn này. Chắc là bên kia đó. À đúng rồi, có hai loại chè bạn ạ. Một là chè hạt, hai là chè cành. Cái chè cành là chè chiết cành ấy, thì trồng nó sẽ mọc nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ nhanh bị cằn hơn là cái chè hạt. Chè hạt thì nó sẽ bền cây hơn, lâu hơn các bạn nhé. Giống như bưởi như thế, cam, quýt, tất cả các loại cây hoa quả, thực vật mà trồng bằng hạt thì nó sẽ, cây nó sẽ bền khỏe và cho chất lượng tốt hơn là cây chiết cành và ghép cành. Chiết cành và ghép cành thì là chỉ có tác dụng là nhanh thôi, trồng 2-3 năm có thể là có quả rồi, 1 năm có thể có quả rồi, có khi là trồng xuống có quả luôn các bạn ạ, vì cái cành chiết của nó đã có hoa sẵn ý.
Còn đối với trồng hạt ý, thì nó sẽ mất khoảng vài năm, thậm chí cả chục năm, nhưng mà nó sẽ bền cây và chất lượng tốt hơn, lâu bị thoái hóa. Nôm na thế mình cũng không hiểu lắm về gọi là nông học. Đấy, chè rất nhiều. Đây là hàng mỡ này. Đấy, còn đây là đường của mình đây. Mưa này không dám đi xe máy lên đâu, đi trên đất thôi. À quên, đi bộ thôi. Thế nhà mới đi trên đất, mình có đi giày mà. Đấy. Mưa này trơn lắm các bạn ạ, đi xe đây chỉ quay tít thò lò thôi. Ai đi quen thì mới đi được. Còn các bạn ở miền xuôi mà đi lên đây, đi dốc này thì chịu chết. Đây, bụi chuối đang ra buồng các bạn nhá. Quả hơi nhỏ tí, ở đây đất nó cũng cằn. Sống bên cạnh với bọn cỏ voi này nó ăn hết màu mà. Chuối đây thì trồng chủ yếu là lấy cây cho lợn thôi. Chứ quả thì chỗ này không năng suất lắm vì đất đâu, xấu. Thế đổi chè. Đấy, cấm lửa nhá. Tuyệt đối là cấm lửa các bạn ạ. Các bạn nào thắc mắc là tại sao có biển cấm lửa đây không? Bạn nào chuyên ngành thì các bạn sẽ biết. Và mình cứ hiểu nôm na là cấm thôi, thế thôi. Đấy, rất nhiều chuối. Xoan rất nhiều. Đấy, ngoài kia là đường quốc lộ nhá. Quốc lộ 32. Đi về phía rẽ phải là về thành phố Yên Bái và khu xuống miền xuôi đấy, Hà Nội, Việt Trì, Phú Thọ các thứ đấy. Còn rẽ trái là vào Nghĩa Lộ, Mù Căng Chải các bạn nhé. Mù Căng Chải bây giờ đang có lễ hội nhảy dù, mấy lễ hội lúa đấy. Vừa rồi là do chủ tịch nước Trần Đại Quang mất cho nên là hoãn lại cái lễ hội múa xòe, đặc sản của văn hóa của Tây Bắc, của vùng Mừng Cánh Đồng, Mừng Lò, Nghĩa Lộ. Chuyển sang, mình không nhớ là vào bao nhiêu tháng 10 ấy. Các bạn có điều kiện rồi thì lên trên này giao lưu nhá, tham gia nhá, rất hay vui đấy. Đoàn đi phượt rất nhiều, một ngày không biết bao nhiêu đoàn đi phượt lên trên này để nhảy dù và các thứ ở đèo Kho Phạ mới trên Mù Căng Chải các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tới nhá. Xin cảm ơn.